Chúc mừng bạn đã sở hữu thẻ Home Credit. Thẻ cần được kích hoạt trước khi sử dụng. Kích hoạt ngay bây giờ, siêu nhanh chóng, cực đơn giản, chỉ trong 1 phút. Bạn có thể kích hoạt thẻ qua ứng dụng hoặc hotline Home Credit. Đầu tiên, mở ứng dụng Home Credit tại trang chủ, mục quản lý khoản vay phần thẻ tín dụng, chọn kích hoạt thẻ. Màn hình sẽ hiển thị các bước cần thực hiện. Nhấn tiếp tục, nhập 4 số cuối của số thẻ được in trên mặt trước thẻ của bạn. Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại. Bạn đã đăng ký với Home Credit. Ta-da! Chúc mừng bạn đã kích hoạt thẻ thành công. Rất nhanh chóng phải không nào? Để thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại ATM, bạn hãy tiếp tục để cài đặt mã PIN nha. Nhớ là tuyệt đối không chia sẻ mã PIN cho bất kỳ ai. Nếu gặp khó khăn trong việc kích hoạt thẻ từ ứng dụng, liên hệ hotline 1900 633 999 để được hỗ trợ trực tiếp. Chỉ gọi hotline bằng số điện thoại đã đăng ký với Home Credit trước đó. Nhân viên sẽ xác thực danh tính bạn bằng số căn cước công dân. Giờ thẻ đã sẵn sàng để mua sắm ngay. Chi tiêu ngay bằng thẻ tín dụng Home Credit để tận hưởng ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn. Và đừng quên dùng thẻ thường xuyên để được miễn phí quản lý thẻ hàng tháng nha.